ngày 1 tháng 4 năm 1967, Dinh Độc Lập đã chứng kiến sự kiện lịch sử trọng đại của Việt Nam Cộng Hòa. Đó là ngày Quốc gia Việt Nam đón chào Hiến pháp đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa do Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu, Chủ tịch Ủy ban lãnh đạo quốc gia công bố trước quốc dân đồng bào. Và để có được ngày lịch sử này, từ tháng 11 năm 1963 đến tháng 4 năm 1967, Việt Nam Cộng Hòa được điều hành bởi các nhà lãnh đạo quốc gia như Trung tướng Dương Văn Minh, Trung tướng Nguyễn Khánh, Quốc trưởng Phan Khắc Sử và Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu. Riêng với Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu, ông đã đảm nhận vai trò nguyên thủ quốc gia từ ngày 19 tháng 6 năm 1965 qua chức danh Chủ tịch Ủy ban lãnh đạo quốc gia. Cũng trong ngày lịch sử này, thay mặt quân lực Việt Nam Cộng Hòa, Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu đón nhận trách nhiệm mà quốc gia giao phó trong bài hiệu triệu phát đi từ hệ thống truyền thanh. Thưa quân dân đồng bào, Tổ quốc đang lâm nguy, phải tiền tuyến những cuộc tấn công của cộng sản xâm lăng trên khắp các mặt trận càng ngày càng dồn dập và khốc liệt. Chúng ta, con cháu bà Trưng, bà Triệu, Trần Quốc Tuấn, Lê Lợi, Nguyễn Huệ, chúng ta ai nấy đều mong muốn được góp phần mang lại một ngày mai tươi sáng cho dân tộc. Ngay chính quyền dân sự trước tình thế rối loạn không giải quyết được cơn khủng hoảng đã trao lại quyền lãnh đạo quốc gia cho quân đội. Quân đội không có quyền trốn nhiệm vụ. Quốc dân đồng bào, cùng nhau chúng ta cải tạo xã hội này, xây dựng một nước Việt Nam mới. Cùng nhau chúng ta đưa dân tộc lên đường văn minh tiến bộ trên mọi địa hạt để theo kịp trào lưu của nhân loại. Chúng ta có bổn phận để lại cho thế hệ mai sau những trang sử sáng chói, những cơ cấu bền vững xây dựng trên nền tảng tự do, công bằng và nhân ái. Cùng nhau chúng ta chung lưng sát cánh chiến đấu để quét sạch giặc thù cộng sản khát máu cũng như bọn sâu mọt phản nước hại dân. Chúng ta hãy cùng nhau nỗ lực, cùng đổ mồ hôi, cùng rốt xương máu để củng cố hậu phương, để giữ chủ động trên chiến trường, làm tròn bổn phận mà lịch sử đã giao phó cho thế hệ chúng ta. Tổ quốc Việt Nam trường tồn, dân tộc Việt Nam quyết thắng, cách mạng xã hội thành công. Là Tổng Tư lệnh Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu rất lưu tâm đến chương trình huấn luyện quân sĩ tại các trung tâm huấn luyện. Mùa thu năm 1965, ông đã đến thăm trung tâm huấn luyện Quang Trung mà vị chỉ huy trưởng lúc bấy giờ là Thiếu tướng Nguyễn Văn Vĩ và vị Tổng cục trưởng quân huấn là Trung tướng Tôn Thất Đính. Tại thao trường Quang Trung, Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu đã thị sát các bãi tập chiến thuật của tân binh. Và cũng chính từ các trung tâm huấn luyện này, từng lớp lớp thanh niên đã lên đường ra chiến trường mang theo tinh thần quyết chiến để quốc gia tồn vong. Đây trung tâm huấn luyện Quang Trung, nơi đào luyện các tân binh để cung cấp cho mọi chiến trường trên toàn lãnh thổ. Ngày 5 tháng 11, Trung tướng Chủ tịch Ủy ban lãnh đạo quốc gia và Trung tướng Tổng thanh tra Tổng cục Quân huấn đã tới thăm trung tâm huấn luyện này và quan sát những cuộc thực tập của các khóa sinh. Phương châm huấn luyện của trung tâm là thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bất đổ máu. Cho nên trong thời gian thụ huấn, các khóa sinh phải tập luyện đúng mức để trở thành những chiến binh thuần thục. Hiện nay trung tâm huấn luyện Quang Trung đào luyện các tân binh quân dịch, các hạ sĩ quan từ bị và địa phương quân. Trường
xuyên tại đây có tất cả là 12.600 người, và con số đó sẽ tăng lên 13.400 người từ đầu tháng 11 này. Cuối năm 1965, lệnh tổng động viên được ban hành. Hàng hàng lớp tốt thanh niên nhập ngũ để làm nhiệm vụ của người trai thời binh lửa. Và các trung tâm tuyển mộ nhập ngũ là những ngôi nhà đầu tiên của quân đội, đón tiếp những công dân trong tuổi quân dịch bước vào đời lính để bảo vệ quê hương. Cùng với các chương trình về an ninh quốc phòng, vị Chủ tịch Ủy ban lãnh đạo quốc gia cũng đang lưu tâm đến tình hình chính trị, xã hội. Ông đã cùng với phái đoàn chính phủ đến thăm các địa phương. Và đây là những thước phim ghi lại chuyến kinh lý của ông tại tỉnh Tây Ninh, thánh địa của đạo Cao Đài. Và tỉnh An Giang, mà đa số cư dân theo đạo Hòa Hảo, đã nồng nhiệt đón tiếp vị nguyên thủ quốc gia và phái đoàn chính phủ. Ổn định trị an cần phải có nền hành chánh hữu hiệu. Đó cũng là nội dung của hội nghị hành chánh năm 1965 của nội các chiến tranh, với sự tham dự của các vị tỉnh trưởng của bốn vùng chiến thuật và các bộ trưởng chính phủ. Hội nghị hành chính này đã đề ra các chiến lược về nội an, mà mục tiêu chính là các xã, các ấp trên toàn quốc. Tại cao nguyên, Đại hội Người Thượng cũng đã quy tập được nhiều sắc dân chung lòng bảo vệ miền núi dưới ngọn cờ chính nghĩa quốc gia. Và những thanh niên Người Thượng có bằng trung học đệ nhất cấp trở lên được đặc cách theo học khóa sĩ quan trừ bị tại trường Bộ binh Thủ Đức, để trở thành những cấp chỉ huy nòng cốt của lực lượng địa phương tại vùng 2 chiến thuật. Ngày 1 tháng 11 năm 1965, thủ đô Sài Gòn chứng kiến cuộc duyệt binh trọng thể của quân lực Việt Nam Cộng Hòa dưới quyền chủ tọa của Trung tướng Chủ tịch Ủy ban lãnh đạo quốc gia. Đặc biệt vì số quân nhân và đơn vị quân lực tham dự cuộc diễn binh đông đảo hơn mọi năm, khiến các tướng lãnh duyệt qua hàng quân tới 20 phút. Ngoài các đơn vị chủ lực quân, còn có nhiều đơn vị bán quân sự và các lực lượng võ trang nhân dân tham dự. Đặc biệt vì bên cạnh các chiến binh Việt Nam còn có hải lục không quân của nhiều quốc gia đồng minh, một sự kiện chỉ năm nay mới có. Cuộc diễn binh đã diễn ra trong ngày quốc khánh này để kỷ niệm 2 năm của cách mạng 1963, kỷ niệm giữa lúc cuộc kháng chiến chống Cộng đang chuyển qua giai đoạn quyết liệt với những chiến thắng vang dội quốc tế. Tới dự khán cuộc diễn binh này, ngoài các yếu nhân trong chính phủ và quân đội cùng ngoại giao đoàn, còn có nhiều đại diện các đoàn thể nhân dân, các nhân sĩ, Việt Kiều ở hải ngoại về và các tướng lãnh đồng minh cùng một số dân chúng kỷ lục. Chia vui với vị nguyên thủ quốc gia Việt Nam Cộng Hòa trong ngày quốc khánh, các tùy viên quân sự tại các sứ quán đã tham dự buổi tiếp kiến trọng thể tại phủ Chủ tịch Ủy ban lãnh đạo quốc gia. Thay mặt quốc gia và quân đội, Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu đã nồng nhiệt đón tiếp các quan khách tham dự buổi tiếp tân chào mừng ngày quốc khánh 1 tháng 11 của Việt Nam Cộng Hòa. Càng khốc liệt, dân tộc Việt Nam đã đau khổ quá nhiều,
Chủ tịch Ủy ban lãnh đạo quốc gia cùng nhiều yếu nhân đã đến những nơi thiêng liêng để cầu nguyện cho dân chúng sớm được yên vui hạnh phúc trong thái bình, để cùng nhau nỗ lực xây dựng cho tương lai của Tổ quốc. Cùng với các kế hoạch bình định, chương trình tái định cư đồng bào tại các vùng chiến sự đã được hình thành để giúp người dân ổn định đời sống. Tiếp trợ cho các chương trình nhân đạo này, lực lượng dân sự vụ của Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa đã thực hiện nhiều chuyến xe chở lương thực đến các khu vực tái định cư. Và trên chiến trường, lực lượng đồng minh và Việt Nam Cộng Hòa đã liên tục mở các cuộc hành quân bình định, trị an. Mùa hè năm 1966, các tỉnh vùng 1 chiến thuật đã trải qua một biến động chính trị khởi phát đi từ quyết định của Ủy ban lãnh đạo quốc gia cách chức Trung tướng Nguyễn Chánh Thi, Tư lệnh Quân đoàn 1 và vùng 1 chiến thuật. Trung tâm điểm của cuộc biến động này là thành phố Đà Nẵng và thành phố Huế. Và rồi, tình hình đã được ổn định. Quốc khánh 1 tháng 11 năm 1966 đã được tổ chức trọng thể tại thủ đô Sài Gòn trong khí thế của toàn dân, toàn quân quyết tâm bảo vệ Việt Nam Cộng Hòa. Cũng trong cuộc duyệt binh mừng Quốc khánh Việt Nam Cộng Hòa, Tổng quân đã pháo kích vào địa điểm hành lễ. Thế nhưng, ngày sau đó, an ninh trật tự đã được vãn hồi. Vụ biến động miền Trung đã dẫn đến một biến chuyển lớn về tình hình chính trị. Quốc hội lập hiến đã được thành lập và đã soạn thảo ra Hiến pháp đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa. Trước khi được ban hành vào ngày 1 tháng 4 năm 1967, Đại hội Đồng Quân Lực đã nhóm họp tại Bộ Tổng Tham mưu để chấp nhận dự án Hiến pháp do Quốc hội biểu quyết ngày 18 tháng 3 năm 1963. Mùa hè năm 1967, các cuộc vận động tranh cử tổng thống, thượng viện đã được tiến hành với các cuộc diễn thuyết sôi động của các ứng cử viên của các liên danh. Ngày 3 tháng 9, cuộc bầu cử tổng thống và thượng nghị viện đã diễn ra trên toàn Việt Nam Cộng Hòa. Và ngày 22 tháng 10 năm 1967, toàn thể cử tri đã đi bỏ phiếu bầu dân biểu vào Hạ viện.
tháng 10 năm 1967, quốc dân Việt Nam Cộng Hòa đón chào vị tân Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Vị nguyên thủ quốc gia đã phát biểu trước thực viện mà trụ sở đặt tại hội trường Diên Hồng với lời cam kết quyết tâm lãnh đạo đất nước trong thời kỳ chiến tranh. Quốc dân đồng bào, cùng nhau chúng ta cải tạo xã hội này, xây dựng một nước Việt Nam mới. Cùng nhau chúng ta đưa dân tộc lên đường văn minh tiến bộ trên mọi địa hạt để theo kịp trào lưu của nhân loại. Chúng ta có bổn phận để lại cho thế hệ mai sau những trang sử sáng chói, những cơ cấu bền vững, xây dựng trên nền tảng tự do, công bằng và nhân ái. Chỉ sau 3 tháng sau khi nền đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa hình thành, tình hình chiến sự tại miền Nam đã trở nên sôi động với cuộc tổng tấn công của Cộng quân trên toàn lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa vào đúng những ngày đầu năm của Tết Mậu Thân năm 1968. Với ý chí bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, quân dân Việt Nam Cộng Hòa đã đẩy lùi các cuộc tấn công Mậu Thân của Cộng quân. Riêng tại Huế, trận chiến Mậu Thân đã kéo dài hơn 3 tuần lễ với những trận kịch chiến ngay tại cố đô. Cuối cùng, lực lượng Việt Nam Cộng Hòa đã làm chủ chiến trường. Sau Tết Mậu Thân, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu và Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa đã đề ra các chính sách về an sinh, kinh tế, xã hội, đặc biệt chú trọng đến các vùng nông thôn. Một trong những chương trình trọng điểm là quốc sách người cày có ruộng mà đích thân Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã phát động qua một buổi lễ tại miền Tây. Được làm chủ trên chính mảnh đất của mình, nông dân miền Nam an vui canh tác sản xuất, ổn định đời sống trong thời kỳ chiến tranh. Ổn định tình hình tại nông thôn, gia tăng sức mạnh quân lực trên chiến trường. Đó là mối quan tâm hàng đầu của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. We never accept any form of government, any form of policy that the communists would like to impose on us before the decision of all South Vietnamese people can be made through free choice and democratic procedure without external interference and without atrocity.
hàng hàng lớp lớp thanh niên đã lên đường nhập ngũ trong tinh thần quyết chiến để giữ vững từng mảnh đất của miền Nam tự do. Những hình ảnh trong đoạn phim này được thu hình tại trung tâm huấn luyện Quang Trung vào một ngày chủ nhật, khi mà thân nhân của các tân binh quân dịch đến tận quân trường để thăm viếng những người thân đang trải qua những ngày đầu tiên của đời quân ngũ. Thượng tuần tháng 6 năm 1969, với sự hợp tác Việt-Mỹ ghi dấu một sự kiện lịch sử, đó là chuyến công du của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đến Midway để hội đàm với Tổng thống Nixon, thảo luận về sự hợp tác Việt-Mỹ trong nỗ lực bảo vệ phòng tuyến đầu của thế giới tự do. Đầu năm 1970, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã lên tiếng trước quốc dân về tình hình miền Nam và khẳng định quyết tâm của quân lực Việt Nam Cộng Hòa trong sứ mạng bảo vệ lãnh thổ trước làn sóng đỏ của Bắc quân. Trong cái tài liệu vừa rồi tôi đọc hồi nãy, nó chủ trương là khi có ngưng phát triển nông thôn, không có cái gì thay đổi hết. Vào mùa xuân năm 1971, theo quân lệnh của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, lực lượng Việt Nam Cộng Hòa đã mở cuộc hành quân Lam Sơn 719, tấn công vào các mật khu của Cộng quân tại vùng biên giới Việt-Lào, gần địa phận Quảng Trị. Đây là cuộc hành quân chiến lược nhằm triệt hạ hệ thống tiếp vận của Cộng quân tại Hạ Lào. Và trong cuộc hành quân này, các không đoàn chiến thuật Việt-Mỹ đã nỗ lực yểm trợ về không pháo và không vận cho các đơn vị bộ chiến tấn công vào các vị trí của đối phương. Mùa hè năm 1972, chiến trường Việt Nam lại sôi động với cuộc tổng tấn công của Cộng quân vào chiến trường Quảng Trị, Thừa Thiên, Kon Tum và Bình Long. Suốt cả một mùa hè lửa đạn, lực lượng Việt Nam Cộng Hòa đã chặn đứng các cuộc tấn công cường tập của Cộng quân. Tại Quảng Trị, lực lượng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã tái chiếm Cổ Thành vào giữa tháng 9 năm 1972 và được vinh dự đón tiếp Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đến thị sát chiến trường. Tại mặt trận Bình Long, sau 3 tháng tử chiến, lực lượng Việt Nam Cộng Hòa đã giữ vững phòng tuyến tỉnh lỵ Bình Long và các vùng phụ cận. Và ngày 7 tháng 7 năm 1972, dưới khói lửa ngút ngàn, các chiến binh phòng tuyến Bình Long đã hãnh diện đón chào Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đến tận mặt trận để tuyên dương công trạng cho các quân nhân hữu công. Thank you.
năm 1972 qua đi với những chiến tích của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, và bước vào năm 1973, quân dân miền Nam đã phải đối mặt với nguy cơ mới khi mà Hiệp định Paris được ký vào ngày 27 tháng Giêng năm 1973 và có hiệu lực vào 8 giờ sáng ngày 28 tháng Giêng năm 1973. Những nội dung của hiệp định này đã gây bất lợi rất lớn cho Việt Nam Cộng Hòa. Cũng theo Hiệp định Paris, trong vòng 60 ngày, lực lượng Hoa Kỳ và đồng minh sẽ triệt thoái khỏi Việt Nam, giao toàn trách nhiệm nặng nề cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa, đối mặt với lực lượng cộng quân từ miền Bắc, liên tục xâm nhập vào miền Nam, vi phạm các điều khoản của hiệp định này. Thượng tuần tháng 4 năm 1973, đáp lời mời của Tổng thống Nixon, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã đến thăm Hoa Kỳ. Lễ đón tiếp vị nguyên thủ quốc gia đã được diễn ra tại San Clemente. Thay mặt chính phủ Hoa Kỳ, Tổng thống Nixon cam kết tiếp tục ủng hộ Việt Nam Cộng Hòa trong cuộc chiến đấu bảo vệ tự do. Working for the program of peace, which we now hope will all be the wave of the future, not only for the Republic of Vietnam, but for all of the countries in Indochina. Mr. President, we have been allies in a long and difficult war. And now, you can be sure that we stand with you as we continue to work together to build a lasting peace. Thế nhưng, vào tháng 8 năm 1974, Tổng thống Nixon đã buộc phải rời chiến trường vì vụ Watergate gây xôn xao cho công luận. Ông đã từ nhiệm đúng vào lúc mà thế giới tự do đang trông đợi sự tiếp trợ của Hoa Kỳ tại phòng tuyến Việt Nam. I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Vice President Ford will be sworn in as president at that hour in this office. Sau Hiệp định Paris, lá cờ Việt Nam Cộng Hòa đã được nông dân miền Nam trân trọng cắm trên mỗi nóc nhà như một tín hiệu xác nhận niềm tin của người dân với chính nghĩa quốc gia. Ngày 19 tháng 6 năm 1973, kỷ niệm 8 năm ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa nhận lãnh vai trò lãnh đạo quốc gia, tại thủ đô Sài Gòn đã diễn ra một cuộc duyệt binh trọng thể. Cũng tại cuộc duyệt binh kỷ niệm ngày quân lực 19 tháng 6 năm 1973, Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu đã tuyên dương chiến công của quân nhân các cấp trong cuộc chiến đấu vì đại nghĩa. Hôm nay, trước quốc dân, với sự có mặt của những đơn vị chiến thắng về đây đại diện cho những đoàn quân chiến thắng, những cá nhân xuất sắc về đây đại diện cho những quân binh chủng xuất sắc, những cấp chỉ huy về đây đại diện cho toàn thể quân đội anh hùng, tôi long trọng tuyên dương toàn thể quân lực chiến thắng và anh hùng, kính cẩn nghiêng mình trước các anh em đã hy sinh. Tôi gửi lời thăm các anh em đang điều trị. Tôi gửi lời thăm các anh em đang kiềm tay súng bảo vệ đất nước. Tôi gửi lời thăm các anh em đã trở về từ ngục tù cộng sản. Tôi
sốt sắng cầu nguyện cho các anh em đang còn ngục tù cộng sản, gửi lời thăm các anh em cựu chiến binh, các cháu cô nhi, các chị quả phụ tử sĩ toàn quốc. Nhân dân kỳ vọng tất cả các bạn, đất nước hãnh diện ở các bạn. Thay mặt Quốc hội lưỡng viện Việt Nam Cộng Hòa, Chủ tịch Thượng viện Nguyễn Văn Huyền đã bày tỏ lòng tri ân đối với quân lực Việt Nam Cộng Hòa trong sứ mạng bảo quốc an dân. Nhân dân Quốc hội Việt Nam Cộng Hòa được nói lên đây lòng ngưỡng mộ, quý mến và tri ân sâu xa của nhân dân đối với toàn thể anh em chiến sĩ các cấp, các quân binh chủng từ nhiều năm qua đã hy sinh gian khổ, xông pha trên khắp các chiến trường để giữ vững quê hương xứ sở và giúp cho người dân hậu phương được sống yên lành trong tự do. Chúng tôi cũng xin kính cẩn nghiêng mình trước anh linh những vị đã anh dũng hiến thân để chặn đứng làn sóng xâm lăng tàn bạo, cũng như trước những đồng bào vô tội đã bỏ mình trong chiến cuộc vì chánh nghĩa quốc gia. Dù phải chiến đấu trong một hoàn cảnh với sự giới hạn về sự tiếp trợ quân viện của Hoa Kỳ và phải đối mặt với sự gia tăng lực lượng của cộng quân liên tục xâm nhập vào miền Nam sau tháng Giêng năm 1973, quân lực Việt Nam Cộng Hòa vẫn giữ vững tinh thần quyết chiến đấu để bảo vệ lãnh thổ biên cương. Và hình ảnh những chiến binh Việt Nam Cộng Hòa tham dự cuộc duyệt binh ngày quân lực 19 tháng 6 1973 đã sáng ngời trong ánh mắt tin yêu của dân miền Nam tự do. Đón mừng xuân 1975, dưới tình hình chiến sự sôi động, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã thị sát chiến trường và chúc Tết quân sĩ tại 4 quân khu. Những hình ảnh trong đoạn phim này được thu hình trong chuyến đi thăm chiến sĩ miền Tây của vị Tổng tư lệnh quân lực Việt Nam Cộng Hòa vào dịp Tết Ất Mão 1975. Sau đó, Tổng thống đã thân ái gửi đến các chiến sĩ thuộc các đơn vị được viếng thăm một số tiền để anh em mừng xuân trước khi viện nguyên thủ quốc gia rời đây để đến thăm một tiểu đoàn địa phương thuộc tiểu khu Chương Thiên. Dịp này, đại tá tướng trưởng kiêm tiểu khu trưởng Chương Thiên đại diện quân cán chính địa phương chúc Tết Tổng thống. Trong lời chúc Tết các chiến sĩ và gia đình, Tổng thống đã đề cập đến vai trò của lực lượng địa phương. Theo đó, trong khi các chủ lực quân ta đương đầu với quân chính quy của địch, các chiến sĩ địa phương ta phải tận diệt địa phương cộng sản và hỗ trợ nghĩa quân ta tiêu diệt du kích của chúng. Như vậy, trong 4 ngày 25, 26, 28 và 30 Tết Ất Mão, Tổng thống đã có mặt tại các chiến trường Hỏa Tuyến, Cao Nguyên, Duyên Hải và U Minh Đồng Tháp để viếng thăm các anh em chiến sĩ nhân dịp. Đầu năm 1975, Hoa Kỳ đã cử một phái bộ quân sự đến thăm Việt Nam Cộng Hòa để tìm hiểu tình hình chiến sự. Đón tiếp phái đoàn Hoa Kỳ thăm Việt Nam, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã báo động về sự gia tăng hoạt động của cộng quân sau hiệp định đình chiến. Và tháng 3 năm 1975, cộng quân đã mở chiến dịch tấn công vào lãnh thổ quân khu 2, khởi đầu cho một cuộc tổng tấn công xâm chiếm miền Nam tự do. Ngày 21 tháng 4 năm 1975, lịch sử Việt Nam Cộng Hòa
đã ghi dấu chấm hết cho sự nghiệp chính trị của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Qua hệ thống truyền hình và truyền thanh, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã tuyên bố từ chức và giao quyền lãnh đạo quốc gia cho Phó Tổng thống Trần Văn Hương. Trong thông điệp cuối cùng gửi quốc dân, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã nhắc đến những lời hứa của Hoa Kỳ sẵn sàng sát cánh cùng quân dân Việt Nam Cộng Hòa bảo vệ phòng tuyến đầu của thế giới tự do. Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ luôn hãnh diện là một quốc gia bảo vệ đến cùng chính nghĩa và lý tưởng tự do trên toàn cầu và sẽ đón mừng lễ độc lập năm thứ 200 vào năm 1976. Thế nhưng, giữa lúc Việt Nam Cộng Hòa đang lâm vào tình cảnh nguy hiểm thì Hoa Kỳ đã quên đi những lời cam kết sau Hiệp định Ba Lê. Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu nhắc lại rằng khi phái đoàn Hoa Kỳ đến Sài Gòn vào lúc cuộc diện Việt Nam đang lâm nguy, ông nói với họ rằng không phải là vấn đề 300 triệu Mỹ Kim mà vấn đề là Hoa Kỳ có còn giữ những lời hứa giúp đỡ nhân dân Việt Nam trong cuộc chiến đấu bảo vệ nền độc lập tự do. Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu nói rằng chính vì lý tưởng tự do mà 50.000 chiến binh Hoa Kỳ đã hy sinh xương máu trên miền đất Việt Nam. Cuối cùng, ông đã quyết định từ chức trước khi nhiệm kỳ kết thúc. Mùa đông năm 1964, chính trị gia Trần Văn Hương đã đảm nhận chức vụ thủ tướng trong tình hình cuộc diệt miền Nam đang chuyển qua một giai đoạn đầy cam go và thử thách. Trong cuộc tranh chức Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa nhiệm kỳ 1971-75, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã chọn Thủ tướng Trần Văn Hương là ứng viên chức vụ Phó Tổng thống. Ông không hề nghĩ rằng ông sẽ rời chức vụ trước nhiệm kỳ và người thay thế ông lại chính là chính trị gia Trần Văn Hương, hai lần giữ chức Thủ tướng. Đảm nhận trọng trách nguyên thủ quốc gia vào những ngày bi tráng nhất của lịch sử, tân Tổng thống Trần Văn Hương với tuổi đời đã hơn 70 vẫn giữ vững bước chân của nhà lãnh đạo khi ông vượt qua đội quân danh dự đón chào vị tân Tổng tư lệnh quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Ngày 22 tháng 4 năm 1975, ngày khởi đầu cho sứ mệnh lãnh đạo quốc gia của cụ Trần Văn Hương. Và đó cũng là ngày end khởi đầu cho tuần lễ cuối cùng đầy nghiệt ngã của Việt Nam Cộng Hòa đang bị bức tử từng giờ từng ngày trong uất nghẹt thương đau. Quý vị nhớ đăng ký, subscribe để khi có video mới chúng tôi sẽ thông báo ngay.